Máy đo huyết áp Amron và máy đo huyết áp Myrolife có gì giống và khác nhau? Và Sơn xin chào bà con ha. Thì yêu cầu của khán giả phân biệt giữa máy đo huyết áp Amron và Myrolife, hai cái thương hiệu lớn nhất ở Việt Nam hiện giờ về máy đo huyết áp, thì Hoàng Sơn sẽ so sánh để cho bà con mình có cái nhìn tổng quan để dễ lựa chọn hơn. Thì trên thị trường hai thương hiệu này có rất là nhiều dòng giá bình dân tầm khoảng 1 triệu nè, còn những dòng mà cao cấp từ 1,5 triệu đến những dòng mà khá là đắt tiền, đó là trên 3 triệu. Thì mình sẽ lấy cái đây là dòng khoảng 1,5 triệu để cho bà con mình dễ hình dung. Tại vì cái dòng này là được nhiều người sử dụng nhất, giá cả thì nó cũng hợp lý ha. Đây là dòng của Amron, mã là 7156T của mẫu 2023. Đó, giá niêm yết của hãng là 1,575,000. Còn đây là cái dòng B3 Basic của hãng Myrolife là 1,500,000. Bây giờ mình sẽ cùng khui máy nha. Do cái tầm này là tầm trung nên là được rất là nhiều người sử dụng, và có những dòng rẻ tiền hơn thì bà con mình có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn để tham khảo, hoặc là coi thêm trên kênh Sức Khỏe 60 giây, hoặc là những cái dòng cao cấp về cảnh báo đột quỵ của hai cái hãng này luôn. Rồi, bây giờ mình khui máy. Đây là Myrolife, có một cái túi xách rất là đẹp ha. Hai hãng này giống nhau là bảo hành 5 năm chính hãng nha. Amron cũng có một cái túi xách luôn. Đó. Để mình cho máy vào đây, mình có thể đựng để xách đi. Hãng Myrolife thì nếu mà hư máy sẽ được bảo hành đổi máy mới. Còn Amron chúng ta sẽ được sửa chữa chính hãng, bảo hành 5 năm. Rồi, hãng Amron thì chúng ta sẽ có một cái thân máy như thế này. Đó. Và một cái vòng quấn, cái khuôn cứng 360 độ và một bộ pin. Ví dụ khi chúng ta thấy những cái dòng mềm á, là thông thường ha, còn đây là cái dòng cứng 360 độ. Cái cọng dây này á, mình có thể để trước hoặc sau đều được. Đó. Rồi mình cắm vào máy. Thì cái máy này là chúng ta sẽ có đo huyết áp, đếm nhịp tim, báo cử động khi đo, tim loạn nhịp và bộ nhớ. Bộ nhớ mình được là 60 lần. Rồi. Còn máy của Myrolife thì chúng ta sẽ có thân máy như thế này. Chúng ta so sánh hai thân máy nha. Myrolife thì có vẻ là nó nhỏ hơn một xíu. Đó. Mỏng hơn một chút. Và phần khuôn là vòng khuôn mềm nha. Và có bốn viên pin đi theo. Còn khuôn mềm của Myrolife chính hãng luôn. Bên cạnh đó thì có thêm cả một cục nguồn biến điện ha. Rồi. Máy này thì 1,500,000 và được bảo hành 5 năm. Thì bây giờ chúng ta thấy nè, cái tính năng của nó là đo huyết áp, đếm nhịp tim, bộ nhớ ngày giờ nhớ, kiểm tra tim đập loạn nhịp đều có ha. Và cái máy B3 thì có thêm một cái tính năng đó là đo thông minh 2 đến 3 lần liên tục. Đó, để ví dụ giống như chúng ta khi đo mà một lần mà thiếu chính xác thì nó sẽ đo lần thứ hai, lần thứ ba, nó sẽ lấy trung bình thì chính xác hơn. Và bên cạnh đó thì Amron sẽ có vòng khuôn cứng, Myrolife là vòng khuôn mềm. Nhưng mà Myrolife sẽ có một cái cục biến điện, cục biến điện này 200,000 ha, là mình có thể xài thay pin nếu mà như bác sĩ một ngày đo nhiều bệnh nhân, hoặc là ông bà mình ở dưới quê khó tìm được pin tốt thì mình có thể sử dụng cái này. Đó. Hai dòng này được rất là nhiều người sử dụng ha. Cái này là 1,500,000 và cái này 1,575,000. Đây, bà con mình có thể xem thêm các video về cách sử dụng của từng loại máy này, và những dòng máy phổ thông hơn và những dòng máy cao cấp hơn có cảnh báo đột quỵ của hai hãng này luôn nha. Vài thông tin để chia sẻ cho bà con mình dễ lựa chọn và hình dung ha. Hoặc là có gì thắc mắc thì gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn, và Sơn sẽ tư vấn kỹ hơn.